mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Người Bí Ẩn. Thưa quý vị thân mến, 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7 cùng ngồi xuống để cùng xem chương trình Người Bí Ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời đến đây những nhân vật vô cùng dễ thương, đặc biệt trẻ, xinh, đẹp và tài năng. Họ đang chứng tỏ và dần lấy được tình yêu thương của tất cả quý vị. Thưa quý vị, Song Lưng, Thiên Hồ và Anh Đức. Quá dễ thương. Trời ơi. Ê, bây giờ vậy, đổi qua bên kia đứng đi. Đứng qua đây cưng. Sao vậy? Ủa sao vậy kì vậy? Cho nó cái độ đẹp của anh vậy, em không bị cách biệt á. À, nó tương đồng. Chứ kia đẹp quá, không nên. Có đâu, đây độc nhất nè, đây độc nhì nè, đây độc cuối nè. Nói về đẹp trai là quá đẹp trai. Có lúng đồng tiền, đàn ông mà có lúng đồng tiền là chạy đâu thoát. Ngày xưa em cũng có lúng đồng tiền. Em thì giờ nhiều lúng quá. Thì đó. Bớt, mình không nên. Anh em mình chung diễn hài chống nhau mà. Đúng rồi, mình phải nâng bây nhau. Bây giờ hỏi quý vị một câu là Hiền Hồ xinh đẹp không? Không những xinh đẹp mà còn hát hay nữa. Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Đó, em chỉ biết như đó thôi à. Người thương bỗng hóa người dưng đó. Đó, trời đó. Đừng rồi. Nói tôi điên nữa. Đó, đừng nói tôi rồi người dưng chẳng bao giờ thương đó. Trời, hả? Có bài đó nữa hả? Sắp tới viết cho em đó. Em sắp ra bài người dưng chẳng bao giờ thương hả? Gửi riêng cho anh thôi, không cần phải ra mắt. Nhưng mà bây giờ hỏi Đức này, mình đi quay chương trình vậy, mình đi làm vậy rồi anh chị em bạn bè gia đình mình có biết mình chưa có người yêu rồi có nói gì không? Có chứ, ở nhà ba má cũng hối hoài, nói sao tới giờ rồi chưa có giới thiệu ai với ba má hết. Chứ hồi nãy có chú ba dì bảy đang đứng ở trong sân khấu á. Có luôn hả? Nói là tôi là người nhà anh Đức, cho tôi vô gặp anh Đức. Bảo vệ đuổi ra đâu cho vô. Có không? Chú ba dì bảy ở dưới Bạc Liêu lên chơi. Đó, sao lại không? Bảy mày đấy mà mày nói không có ai hả? Còn tôi là hàng xóm của dì bảy và đại diện luôn lời nói phát biểu của tôi luôn. Đúng, cho gia đình cha mẹ của Đức đã gửi gắm cho tôi để ngày hôm nay lựa chọn cho nó một người yêu đàng hoàng. Con cứ lông bông hoài, má con ở nhà khóc hai tô nước mắt. Cha mẹ thì càng lớn tuổi, cháu thì chưa có mà bồng, người yêu cũng không có. Trong khi bây giờ chơi chương trình gặp ngay một cô gái đẹp mà nó thích. Dễ thương. Mà kế bên thì một chàng trai đẹp hơn nó nữa, đang lo nữa. Mà cái kèo nhìn lên là thấy cái kèo con bé kia nó thích cái thằng đẹp đẹp rồi. Hôm nay bận bộ đồ vét thưa quý vị. Mai từ đầu năm tới bây giờ mới cắt chỉ hồi nãy. Để làm gì? Ngày hôm nay biết có em nên mặc bộ đồ đẹp nhất. Chỉ có cái là mai lộ màu thôi. Màu cũng ráng kéo lại đôi giày màu đen. Màu đen không dính líu gì tới bộ đồ. Được. Nhưng để dính cái đầm của em đó. Rồi em nhìn bên này nữa nè, em nguyên cây màu đen đó. Liên quan quá trời liên quan. Chị bên này hợp hơn, chị giờ cãi không được. Thế nên ngày hôm nay á sẽ có nhiều thử thách trong 4 vòng. Đức và Luân sẽ hỗ trợ Hiền làm sao để chiến thắng. Và nhiệm vụ từ đây đến cuối chương trình, hai người đàn ông này phải bật ra cá tính, phải thể hiện để con bé Hiền Hồ nó có suy nghĩ lại hay nghĩ không. Lại thôi nha. Đó, đừng để dì bảy thất vọng. Cố lên Đức, cố lên luôn quá chú ơi. Rồi, đội khách đứng đây đó, Hiền Hồ đứng đây vị trí này đây. Không có báo trước gì vậy trời. Trời, anh làm cái gì đã báo trước em ơi. Trên sân khấu hiện nay có hai người đàn ông tài năng và một cô gái xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền. Trái tim em chỉ một lần mở cửa, rước anh vào rồi đạp cổ anh ra. Thế nên bây giờ ba người sẽ có 3 phút chung để thể hiện tài năng và âm nhạc sẽ trỗi dậy. Chào em. Chào cậu. Anh chào anh. Đã biết nhau trước rồi mà em còn khách sáo quá. Tại em tưởng là mình đang diễn vở kịch mới. Thì thật sự đây là một vở kịch mới. Tại vì đã có cũ đâu. Trời ơi, đã có cũ đâu rồi. Em xinh xắn hơn những ngày trước anh gặp em rất là nhiều. Và anh cũng nghĩ là cái cuộc nói chuyện của mình là bị nhiều người ngồi ở ngoài và xỉa xói vô rất là nhiều như vậy. Và một người từng thương nhiều thế, rồi cũ hóa người xưa. Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng. Trả lại nhau như hồi ức, đôi môi cứ ngập ngừng, nợ nhau lời xin lỗi.
một người từng thương nhiều thế, rồi cô hóa người xương chỉ là... À cái này không phải. Cái này chưa có yêu nên chưa có ngừng yêu được. Tới đó thôi. Đừng tìm anh nữa, anh của ngày xưa chết rồi. Lúc mấy em còn nói em mệt rồi, mình dừng lại thôi. Để bây giờ anh xem có như là anh mơ, thì em đây chẳng trở về nữa. Tình yêu kia xem như mình duyên trắng phận, đức vất vả quá nhiều nhưng đức nhận lại chỉ toàn là cay đắng. Thế vì cạnh nhau chi, thế nhưng mà anh sai, anh chỉ thuộc như thế vì em đã hát sai lời đó. Em chỉ nên đàn thôi em. Thưa quý vị, như vậy là trong cuộc tình vừa rồi vẫn chưa có ai thuộc về ai. Nhưng mà em đâu có tìm anh đâu mà anh hát bài đó chi vậy? Hồi nãy tự nhiên mọi người kêu anh hát bài đó, chứ nếu mà anh sẽ hát bài của anh. Bài gì? Anh nói là anh chỉ có mình em thôi à, hứa là không còn thêm một ai đâu mà. Tin anh đi, nếu anh thì tin anh đi. Anh vẫn ở bên em suốt cả đêm lẫn ngày, hứa là trao cho em cho con tim này. Tin anh đi. Nhanh quá. Đi xuống, đi xuống. Nhặt quá, ok. Đi xuống. Bây giờ tới lượt em, cả cuộc đời em làm sao là yêu được cô gái này đi, okay. Vô. Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng, lời mật ngọt còn thầm thì, em đã trao ai xong lệ tràn đầy cầu kỳ. Như lúc ban đầu, wow. Và giờ em khóc cũng chẳng thể để làm gì. Đâu phải cho ai chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ. Vì ai, vì ai. Trời đất ơi. Gãy, bạn tôi gãy. Nếu hát hay rồi một cặp. Đóa hồng trước kia trở về, nhanh hương tình thắm trên cầu thề. Anh ước rằng, rằng một mai em đến, khi nắng chưa còn thiết tha gọi mời, gió âm thầm lướt qua muôn đời. Vì ai, vì em. Thưa quý vị, tôi nói trên đời này cái gì cũng có phước, có phần, có duyên, có số. Tại sao người ta có những bộ đồ đen định đoạt, rồi có cái thứ nó mai đồ nửa năm mà nó ra màu xám? Như vậy ngày hôm nay kết quả đã có. Anh Đức một lần nữa trắng tay. Một cặp đôi mới của showbiz được hình thành. Không, em không muốn. Hả? Em không muốn. Tao đừng muốn có mà. Ai nói gì tới Hiền Hồ nữa hết. Đừng có chọc Hiền Hồ nữa, Hiền Hồ không thích như vậy. Đó. Lên rước ta về liền. Đi về đây ngồi mình tiếp tục chương trình em. Về đi em. Đi. Về với người. Mọi người ta. Xuất ra đi. Giang á, rảnh lắm bài cái chương trình em. Hát ca đồ gì nha. À. Tưởng sao còn hại hơn đồng nghiệp mình nữa. Định bài biện cho anh Đức lên hốt. Ai ngờ bài nghe cái môn mà cái bên giỏi hơn. Trời. Sao? Thưa quý vị, trước khi đến với vòng đầu tiên, chúng ta cùng giải lao trong giải lao. Thưa quý vị thân mến, sẽ có một trường hợp đặc biệt xuất hiện, gặp gỡ những người bí ẩn đầu tiên. Người bí ẩn ở vòng này chính là người mẫu phi giới tính. Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, có thể là mẫu nam cũng được, mẫu nữ cũng được, khuôn mặt vừa nam cũng được, vừa nữ cũng được, mà không cần trải qua
bất kỳ một sự đụng chạm hay thuốc thang gì cả. Giang Giang, cho tôi hỏi cái này. Số 5 ai ghẹo nó quạo gì mà cái mặt nó kỳ vậy ta? Số 5 là đang tạo nét. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với vị trí số 1. Xin mời. Văn hóa thì còn có văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Em cũng phi nữa, nhưng phi giới tính. Được cái là em làm mẫu, nên là người ta gọi em là người mẫu phi giới tính. Cảm ơn bạn. Rất nhẹ nhàng nha, rất nhẹ nhàng. Không có thấy mặt luôn á. Số 2 nè. Đó, đúng rồi, niễn niễn ra xíu em. Đó. Em nói là em người mẫu phi giới tính mà. Hứa sẽ không sai một câu nào đâu mà. Tin em đi. Tin em đi. Tin em đi. Hỡi 500 anh em. Bà Quan Đức. Tin em đi. Em người mẫu phi giới tính. Nói xong vô chán lại liền. Vô chán lại liền. Không biết nó được trả show này bao nhiêu. Mà cái tiền nắng xương sống sau cái show này. Tôi nghĩ nhiều à nghe. Sau cái show này là thoát vị địa đệm luôn. Anh Giang. Hả? Anh còn nhớ đây là ai không? Ai vậy? Là em của ngày xưa đó. À. Hả? Nhưng mà đừng tìm em nữa. Em của ngày xưa chết rồi. Phút ấy anh còn nói anh mệt rồi. Mình dừng lại thôi. Để bây giờ anh xem có như là anh mơ. Em sẽ chẳng trở về nữa. Hay quá. Bởi vì em đã là người mẫu phi giới tính. Em hát thiệt hả? Là em đó. Em vừa là tia nắng, vừa là hạt mưa. Em chính là người mẫu phi giới tính. Cảm ơn bạn. Trời, nhẹ nhàng quá ha. Nè nè nè, đây nè. Nhân vật này tôi thích nè. Em tên là Trinh. Và em đến từ làng Xuân. Trời xin cho em một vốn thông minh. Nhưng em rất thích hát nhạc trữ tình. Nhưng không sao. Ngày xưa em bán chè đôi nước ở Bùng Binh. Người ta thường hay nói em linh tinh. Nhưng mà kể vì em xinh. Và em chính là người mẫu phi giới tính. Thích quá à, thích quá à. Ôi, nhìn cái mặt muốn lên cắn một cái này. Trời ơi, trời ơi. Hãy sử dụng óc phán đoán, tài năng và những câu hỏi thông minh của mình. Ưu tiên cho đội khách mời hỏi trước. Anh đại diện hỏi đi. Hiền Hòa hỏi trước đi em. Chị số 2, chị có thể phâu dáng khác được không ạ? Tại vì hôm nay em bị đau bụng á, thế nên là em phâu dáng này. Về phâu dáng. Phâu dáng đau bụng với chị. Phâu dáng này là đau lưng mà. Dạ, tại vì cái nón á, em mà phâu vô là em chúi nhủi. Tội nghiệp, ta bị đau bụng ta mới đứng vậy. Đau bụng. Rồi, thí dụ mà đau lưng rồi mà em làm sao? Đau lưng. Làm như bé số 2 này không thích Hiền Hồ hay gì á. Hiền Hồ hỏi nó không chịu bâu dáng khác nha. Xong Luân hỏi cái là sao mà tự nhiên anh cứ như chia rẽ tình cảm vậy? Phải, ý anh nói là bé đó nó mê trai đẹp. Trai mà không mê mê gì anh? Thôi. Ủa anh Đức cũng là trai vậy em? Nhưng mà anh Đức không phải là gu em. Đúng rồi, anh gu em là ai? Gu em là anh Song Luân á. Dạ. Em số 4. Nếu em làm thời trang nam thì thường cái đồ nào á, cái thời trang dạng nào mời em? Khi mà em chụp nam thì đa số là mọi người, cái style của em là trầm lãng tử á. Đồ dạng đồ fashion hay là đồ vest? Em đã thử cả hai rồi ạ. Em đi cái nào tốt hơn? Cả hai. Còn cái đồ mà em thích mặc street style mà hàng ngày á, em thích theo đuổi cái phong cách thời trang như thế nào? Dạ, nó sẽ hơi hướng cổ trang một chút. Ừ. Cho chị hỏi bạn số 3. Cái khó của em là cái nằm ở chỗ nào? Cái bờ phần này, phần này, phần này hay là phần guốc? Dạ, phần ngực và phần guốc ạ. À. Cho anh hỏi số 2 nè. Hỏi hết trơn, hỏi quá trời, hỏi tôi ngồi tôi đợi nãy giờ. Hỏi hết trơn luôn. Tại tôi không thấy hỏi, tôi phải hỏi giùm. Mời chú rể hỏi. Đó, cho hỏi câu. Dữ vậy sao lấy vợ? Phải, đừng hỏi nãy giờ mà mình có thấy hỏi hết luôn. Chưa có hỏi hai hỏi. Hỏi đâu, dữ quá. Anh hỏi số 4 đi. Từ giờ tôi cũng không hỏi nữa. Không hỏi nữa nghe, cho nó hỏi hết nghe. Không. Hỏi vợ được tao cùi.
Hỏi đi nào. Thì đó, bây giờ hỏi nè. Số 3 ơi, style đồ của Nam là em thích cái style nào nhất? Em thích cái style lãng tử. Nó hơi unisex một xíu. Anh hiểu là lãng tử rồi, nhưng mà nó có rất là nhiều phong cách thời trang nha. Kiểu như là nếu như mà Hàn Quốc, phong cách của Hàn Quốc nó sẽ cũng có một cái phong cách khác, hoặc là phong cách của châu Âu, hoặc là phong cách của Trung Quốc. Thì em thích cái style nào nhất? À, em thích cái style của Hồng Kông ạ. Số 2 nè. Đang từ đó đứng cái dáng đau bụng này, rồi em phải đi qua Nam, em phải tưởng tượng như thế nào để có thể man lại. Thực chất em là đàn ông mà. Nhưng mà em nói như vậy, mình lỡ mình đang đi cái người ta thấy mình không man sao? Thì thôi. Duyên à, Duyên à. Chứ bây giờ làm gì nữa? Em có hỏi nữa Thành. Ở nãy em bị la mà. Số 5 ơi, anh hỏi cái mặt của em bây giờ là đang theo giới tính của nam hay nữ? Cái mặt hiện tại của em, layout make up của em là hiện tại theo hướng unisex ạ. À, là nam cũng được, nữ cũng được phải không? Dạ đúng rồi ạ. Bạn đã có những cái bộ ảnh nào đó hot ở trên mạng xã hội chưa? Dạ có ạ. Hiện tại thì bộ ảnh hot nhất hiện tại của em là đang chụp fashion Insta. Số 5. Bơm môi ở đâu em? Xíu về đem dẫn đi bơm. Xíu về dẫn đi bơm, giờ nó không được. Ok ok, xong. Rồi, đó, vậy thôi. Có muốn người ta có thêm một cái thông tin gì không? Tôi không muốn. Không muốn. Không cần đúng không? Tại nãy Đức nói hỏi nhiều quá nhức đầu. Mời chọn con số. À. Rồi. Ok không? Ok không? Em không biết. Em thì em đoán số 1. Tại chân bự đóng nam nữ được kìa. No no. Dạ. Rồi thôi anh bấm đi, bấm đi. Ok không? Ok ok. Như vậy là hai đội sẽ chọn số 4. Đều là số 4 hả? Cái gì vậy? Bên đó phân tích nhiều quá, bên này mình chỉ cần kết luận nữa đúng không anh? Nãy giờ trong năm bạn này á, cái bạn số 4 qua những cái câu hỏi mà bạn ấy nói là bạn thích cái kiểu của Trung Quốc cổ trang nè. Và nếu mà nhớ Đức nhớ không lầm á, là có coi một số bộ ảnh của một số người mẫu phi giới tính, thường nét họ rất là mảnh khảnh, và trên cái nét mặt bạn số 4 này Đức thấy là có thể mà make up hóa trang cả nam và nữ. Nam thì cái kiểu hơi kiểu công tử mà liêu trai á, dạng dạng vậy đó. What? Rồi chị Hương, tại sao lại chọn số 4? Dạ thích. Tôi thích thấy mặt đẹp chọn. Kết quả sẽ có sau vài phút. Vậy là đến lúc phải công bố kết quả, người bí ẩn ở vòng đầu tiên ở vị trí số 4. Số 4. Số 4. Tuyệt vời. Bây giờ mới nói tại sao chọn nè. Vì sao chọn? Phi giới tính là cái gương mặt nó phải mang cả nét đẹp nam và nét đẹp nữ. Đúng vậy. Nó là một dạng gương mặt mà chụp hình trắng đen thôi là gây tranh cãi là đây là đàn ông hay đàn bà. Phải là cái loại nét mặt đó. Và chỉ có duy nhất bạn số 4 là đủ cái độ đẹp và độ bén về góc cạnh gương mặt. Ở đây số 1 cũng có, nhưng mà số 1 cái phần nữ tính nó đậm hơn. Mặc dù số 4 cũng rất nữ tính, nhưng khi số 4 để mặt lạnh thì lại có nét của nam. Bạn số 4 ánh mắt rất có chiều sâu, gương mặt thanh tú, đẹp. Và quan trọng là gì? Bạn ấy là người duy nhất lo sợ bị bại lộ hành tung. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen vị trí số 1, xin mời. Em tên là Đỗ Tĩnh và em hiện tại là diễn viên tự do. Và em có một đinh nickname rất dễ thương, gọi là mọi người hay gọi em là nhỏ hơn hở. Nhỏ hơn hở. Mời giới thiệu. Cưng quá hả? Sao làm được vậy vậy? Sao làm được cái điều nhúng này vậy? Trời ơi. Em tên là Nguyễn Quốc Toàn, em là diễn viên tự do. Em không phải là người mẫu phi giới tính. Diễn viên tự do. Bé số 2 mà hồi nãy mà diện cái nét đầm là ông chừng nó lừa được. Em tên là Tại Ngọc Sơn, em là sinh viên, em không phải là người mẫu phi giới tính. Mình sinh viên trường gì? Dạ trường sân khấu điện ảnh. À, không, trường sân khấu điện ảnh hả?
Em là Trương Minh Tấn. Em không phải là người mẫu phi giới tính và em chính là biên đạo cách quốc. Trời ơi, xuất sắc. Chúng ta đến với người bí ẩn. Dạ, em là Lê Hải Đăng. Người đời gọi em là Mộng Thường. Em là người mẫu phi giới tính. Người mẫu phi giới tính. Này, mời xuống đây. Xin chào những người bí ẩn. Thưa quý vị, sau đây là sự hỗ trợ của Hải Âu, Minh Tuấn và người bí ẩn Lê Hải Đăng. Cái góc nghiêng đẹp quá. Trời ơi, bá đẹp quá. Góc nghiêng đẹp quá. Đẹp quá. I love you. Lấy trong lưng không em? Lưng chịu rồi đó. Cái cô em là người nào trong những chàng trai dưới này? Em cũng không biết nữa. Em ơi, người đứng kế bên em là người đàn ông đã có gia đình ổn định, đây cũng vậy. Chỉ còn hai người đàn ông cô đơn bển thì gu em là gu nào cho chị biết để chị đẩy nhẹ vô. Một người vui tính, hài hước chân thành. Một người đẹp đẽ sáu múi, dạm dỡ sức khỏe dồi dào. Bật đèn xanh đi thì mới biết đường mà tính chứ. Đức là trái đèn rồi, không bật được nữa. Em ơi, Song Luân là đẹp trai sáu múi, ảnh biết hát. Nhưng bù lại, người đàn ông bên cạnh mình phải thú vị, phải một tí hài hước, đời thi vị lắm em. Anh Đức duyên dáng đặc biệt, cái độc nhất của anh Đức là răng khểnh. Thấy chưa, cái cưng lắm, duyên. Một lần nữa cảm ơn Hải Đăng, cảm ơn hai bạn hỗ trợ đã đến với tiết mục này. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Tỷ số hiện tại là 1-1. Vẫn còn có thể theo kịp đội nhà. Nhưng được khách lưu ý, đội nhà không hề đơn giản. Họ có 6 năm kinh nghiệm để có thể đẩy chúng ta từ lầu 7 xuống tầng trệt một lúc. Nhanh lắm. Bây giờ là tài năng ở vòng thứ 2. Xin mời. Đi tìm người bí ẩn có khả năng chịu lực để đập bể gạch trên Thái Dương. Ngay đây hả? Thái Dương hả? Ngay đây hả? Ở đây nè. Đây là Nguyệt á. Tôi là một chuyên gia về Thái Dương học. Chuyên gia? Nếu một đầu óc minh mẫn, một suy nghĩ sáng suốt, một quyết định phi thường, tất cả đều nằm ở đây. Nếu có một Thái Dương chắc khỏe, theo tôi hãy đập bể gạch trên Thái Dương. Tôi chính là người chịu lực đập bể gạch trên Thái Dương. Cảm ơn bạn. Nhức đầu quá, ây da, nhức đầu quá. Nghe theo lời khuyên của ngươi, ta đã học luyện đập gạch trên Thái Dương, nhưng hôm nay đập nó hơn quá sức, hy vọng không để lại hậu quả bị xấu như anh Đức. Tôi chính là người chịu lực đập gạch trên Thái Dương. Hiểu rồi đó. Cái này đập nhiều quá. Cái này đập quá sức thì nó nói ảnh hưởng luôn. Nói không được. Hỡi Việt Hương, anh đây là Thái Dương. Thì anh đâu ngại chi cho gạch đập lên. Này Việt Hương ơi, yêu Hương nhất trên đời, và chỉ mình Hương thôi. Trong trái tim anh, anh chính là người chịu lực đập bể gạch trên Thái Dương. Chết gì?
Bao lâu rồi không có một cái người tỏ tình mà nó coi là nó hùng hục vậy trước mặt chị? Bây giờ chị suy nghĩ quá, cỡ nào chị phải chọn số 3. Tôi tên Cường, quê quán Bình Dương, fan cuồng Việt Hương, sở thích soi gương, chưa từng yêu đương, thế mạnh Thái Dương. Tôi là người chịu lực đập bể gạch tên Thái Dương. Hết. Mọi người có biết vì sao anh Đức đã được giới thiệu hàng trăm cô gái trong showbiz mà vẫn ế ẩm? Vì sao? Đó là vì cách tỏ tình của anh Đức chưa có được ấn tượng. Hãy nhìn tôi mà xem, tôi đã từng lấy gạch đập trên Thái Dương vì hai cô gái xinh đẹp. Đầu tiên là Việt Hương, sau đó là Hiền Hồ. Tôi làm điều đó vì tình yêu của tôi và sự mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Mặc dù thất bại, nhưng tôi quyết tâm hôm nay đến đây để thử lại. Và tôi chính là người chịu lực đập bể gạch trên Thái Dương. Bị đập chê ta rốt cuộc cũng thất bại cho nội. Nói chung đập gạch xong là bị vậy không đó hả? Mời hai đội bắt đầu hỏi. Anh số 5 đập gạch cho em hồi nào vậy? Một lần đó là Hiền Hồ đi diễn ở quận 3. Lúc đó mình chạy qua mình xem và mình vô tình nhận được một viên gạch ở quán cơm quê Bay Ga. Sau khi hai vợ chồng trẻ cãi nhau, mình chỉ biết vậy thôi. Và mình vô tình phát hiện được tài năng của mình từ đó. Anh hỏi đi, chưa đi vào đâu hết. Anh số 1 ơi, dùng Thái Dương chịu lực đập bể gạch trên Thái Dương là đập trực tiếp lên Thái Dương luôn không? Hay là phải chịu lực qua một cái gì đó gián tiếp rồi đập gạch lên? Để gạch lên trên Thái Dương á, sau đó là mình dùng một vật để đập bể viên gạch đó. Chị em hỏi anh số 4 là cái gạch mà anh hay đập là dùng gạch gì vậy anh? Là gạch 2 lỗ. Anh số 1, gạch 2 lỗ với gạch 4 lỗ thì cái nào cứng hơn? Nên là gạch 4 lỗ cứng hơn. Anh thì anh đập gạch mấy lỗ vô đầu anh? Mình đập gạch 2 lỗ. Số 2 ơi, thường mà mình chịu lực lên Thái Dương á, để mà đập bể gạch á, thì thường là tối đa là một lần vậy đó, là được bao nhiêu viên gạch chồng lên nhau? 3 đến 4 cục. Là chồng lên nhau rồi đập bể một lượt luôn hả? Dạ đúng. Anh số 4 ơi, trước khi mình để cục gạch lên đó để mình chịu cái lực cho người ta đập vô thì mình có phải vận khí công không anh? Có, phải vận nhẹ. Anh học khí công bao lâu rồi ạ? 7 năm. Anh có thể cho em biết tên sư phụ anh không? Trần Cát. Nếu tai nạn xảy ra, anh sẽ làm gì ở ngoài sân khấu lập tức để mình tiếp tục làm nữa? Nếu tai nạn xảy ra, mình sẽ cố gắng khống chế, gồng lên để tiếp tục. Lúc đó anh có vận khí công một lần nữa cho nó cầm máu hoặc là cho nó bớt đau không? Không, tại vì con nhà võ đã vận khí công thì sẽ vận một lần, nó vẫn sẽ chạy xuyên suốt trong cơ thể, trong suốt quá trình đó. Có bao giờ cái người đập họ lỡ tay, họ đập vô con mắt anh không? Chưa từng. Chưa từng. Lỡ bữa đó có chuyện đó xảy ra, nếu lỡ trúng cái chỗ khác, không trúng cái cục gạch ngay Thái Dương mà trúng ngay cái chỗ khác mà cái chỗ đó chưa vận công, ác dễ sợ. Anh làm sao? Một khi đã vận công thì hầu như toàn thân là đều có khí công hết. Anh bắt đầu luyện tập cái mà dùng lực ở Thái Dương á để đập bở gạch á là cách đây bao lâu rồi? 4 năm. Sự ra hôm nay nghe cái phần mà lấy cái Thái Dương đập gạch á là Đức cũng ít được xem cái này lắm. Ngoài anh ra ở Việt Nam này nè, có nhiều người biểu diễn mà dùng cái Thái Dương để chịu lực đập gạch không? Có một vài môn phái. Chà, ca này khó à nha. Có rất nhiều người điềm tĩnh trong cách trả lời. Anh số 1, cái môn phái của anh là môn gì? Mình đang học Thái Cực Đạo. Ngoài cái môn này anh biểu diễn được cái gì nữa? Có thể đập gạch trên top, dưới cổng. Sư phụ anh tên gì? Sư phụ mình tên Hoàng. Cái gì Hoàng anh? Tự nhiên cái sư phụ Hoàng kêu... Mập ha? Mạnh Hoàng. Chứ nói Hoàng không, tụi em có diễn viên Hoàng Mập bạn tụi em. Hỏi đã nhiều rồi, càng hỏi càng mù quáng hay sao anh ơi? Càng hỏi thì càng rối nùi. Bây giờ sẽ có một thông tin nhẹ cho chúng ta nhìn vô nó đoán cái nữa. Xin mời. Trời ơi, ông chú Ba làm cái gì vậy? Rồi, cảm ơn. Đã đến lúc lựa chọn một con số mà chúng ta tin rằng đó chính là người bí ẩn. Ấy, bay đi thôi. Thôi, đừng, em chọn. Chưa, chưa. Không, ông đi ổng chuyện lắm. Thôi, nghe em đi thôi, đừng. Anh không nghe em. Thôi, nghe em. Mất tiền đó. Đội này sao cãi lộn sớm vậy? Đội nghệ sĩ
Việt Hương chọn số 1. Thấy chưa? Em kêu số 1 dạ. Rồi anh Đức. Yên Hồ và Sâm Lưng chọn số 2. Chị với Thành là chọn số 1 với số 4. Nhưng mà thường á chị bị gạt hoài, có nghĩa là số 4 mà bịt kín là cái người luôn á, tại sợ thấy mình làm nhiều quá mình phát hiện quen mặt, quen mặt. Quen mặt bịt kín mà nếu cứ sợ mình chị hoài là không đúng. Cho nên chị không chọn số 4, chị chọn số 1. Ở đây bao nhiêu khán giả chọn số 1? Ủa 90, luôn, cũng số 9, 1 luôn à? 90%. Sâm Luân chọn số 1 luôn. Ai chọn số 4 hả? Ai chọn số 4? Em chọn số 4. Chỉ có vài người chọn số 4. 4. Ai chọn số 2? Tại vì những người mà thường mà cố gắng để biến mình thành một người khác thì thường là người đó cố tình che giấu đi. Đến lúc này thì anh hy vọng em đúng. Anh tin em một không, lần không, thôi. Đúng, anh tin em từ nãy giờ luôn á. Tất cả sẽ có sau vài phút giải lao. Thưa quý vị thân mến, người bí ẩn của chúng ta đang đứng ở vị trí số... Số 2, 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 số 2. Hồi hộp quá. Trời ơi, chuyện gì vậy? Em quá tuyệt vời Hiền ơi. Anh nói thiệt, từ ban đầu là người số 2 rồi. Trời nhưng ơi. Mà tại vì là anh để cho em quyết định. Như vậy là đội khách chiến thắng ở vòng này. Tôi tên là Hoàng. Và tôi hiện tại giờ đang là diễn viên tự do. Tôi không phải là người chịu lực đập bể gạch trên thái dương. Cảm ơn bạn. Hèn chi diễn quá, anh diễn biết luôn á. Em là Tài Đặng. Hiện nay em đang là... mọi người ơi, ai đang xem livestream đừng quên share chim share cho em nha mọi người. Và em không phải là người chịu lực đập bể gạch trên thái dương. Tôi không phải tên Cường. Tôi cũng không phải ở Bình Dương. Em tên là Minh Sơn, em đang làm bên lĩnh vực tổ chức sự kiện. Và em cũng không phải là người chịu lực đập bể gạch trên thái dương. Mình là Lê Anh Khoa. Mình ở Đồng Nai. Mình chỉ thích ăn nước tương và ngắm hình Việt Hương, chứ không phải là người chịu lực đập bể gạch trên thái dương. Cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta đến với vị trí số 2. Xin mời. Em tên là Lưu Gia Giang. Em có thể đập bể cục gạch trên thái dương. Mời. Xin chào những người bí ẩn. Thưa quý vị thân mến, sau đây là màn trình diễn chúng tôi muốn mọi người không thử ở nhà, rất là nguy hiểm. Sau đây là Lư Gia Văn cùng các đồng đội của mình đến từ Lân Sư Rồng Hùng Dũng Được. Thầy ơi,
nãy sư phụ mới bước ra, tôi có nói chứng hành, ông này chắc sư phụ. Mà ông này bỏ ông vô đóng phim mà mấy cái vai xàm xàm mà cuối cùng ổng lộ ra ổng quánh quá trời quánh á. Mình lúc nghĩ đầu không? Là tưởng là bưng bê hủ tiếu này nọ, xong cuối phim cái là vô ta dẹp gây lọn chuyện á, hiểu không? Dẹp lọn á. Cuối cùng là cái tự nhiên thấy thầy ngồi xếp gạch. Cái hai đứa tôi nói sao không? Ừ. Ông này bán gạch mà bán mối cho đòn. Bán mối cho đòn cho nên bận đồng phục. Cái một chút nữa thầy ra thì dọn dọn cái ghế thì để gạch lên, tôi nói ông này xếp gạch. Ừ. Hiểu không? Một chút thầy vỗ cái nào cái đó nín thầy. Tại vì cái này mà trật một cái tán cục gạch là chết liền. Thầy ơi, bao nhiêu năm rồi thầy? Mấy chục năm rồi. Mình đi tập gió cầm có 16 tuổi à. Bây giờ năm nay chỉ có 50 thôi. Wow. 34 năm. Thầy à, tên gì à? Vương Diệu Hưng. Thầy tán cái nào chất lượng cái đấy. Đứa nào học trò không học mày. Học không? Thầy ơi, học trò của thầy học bao nhiêu năm rồi? Là cái con cháu này á, nó học cũng theo mình có mối có mấy năm. Nhưng mà cái này là nặng nhất đâu phải không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này nguy hiểm nhất. Trong lúc tập có bao giờ sẽ xảy ra những cái tai nạn ngoài mong muốn không? Tai nạn mình biết lẽ cái chỗ mình bính là không có bị chuyện. Tại sao là cái người mình lẽ vô cái chỗ nó lẽ không lúng là nó bị. À, như vậy rồi, là quan trọng là cái chỗ. Đây, để con đưa bạn con lên thầy tán nó thử một cái. Thôi, đừng ác quá. Mẫu à, thầy nói á, không cần cái loại công nha. Học giỏi không quan trọng, quan trọng cái chỗ thôi. Thầy lẽ đúng chỗ là tán vô lòng, không sao. Cái chỗ là sư phụ lẽ, sư phụ là lẽ đúng cái chỗ. Nhưng mà quan trọng là cái người kia phải có tập luyện mười mấy năm rồi. Ít nhất là 3, 4, 5, 6 năm, đúng không? Bây giờ không có biết là chưa có luyện tập cái gì, lưa lên lẽ một cái là lẽ đúng cái chỗ hay sai cái chỗ gì cũng ly luôn. Không không. Bữa nay là có người yêu ở đây, thể hiện mà là đàn ông. Thầy lẽ đúng chỗ, thầy đấm một cái, bất quá nằm một chỗ thôi. Thưa quý vị, chúng tôi đã nói từ đầu, đây là màn trình diễn của những người chuyên nghiệp. Đúng rồi. Gọi anh Đức mà lên thì xin lỗi anh Đức là anh em nghệ sĩ dạo này bận lắm, không có vô bệnh viện thăm được. Hiểu không? Cho nên thôi đừng có lên. Cảm ơn thầy cũng như là Lư Gia Văn và các anh em trong Hùng Dũng Đường. Sư phụ. Như vậy là sau cái màn trình diễn vừa rồi thì chúng ta cũng không nên nhắc nhiều về điều đó nữa, càng nhắc càng thêm đau. Đến với những người bí ẩn tiếp theo. Trời ơi, có hai ông âm thanh thiếu người, sao bắt hai ông lên vậy? Đố quý vị, chúng ta tìm điều gì? Ai là người đen nhất? Đồng chính xác. Ai là bác sĩ gây mê? Ai là người bí ẩn? Đẹp trai mà còn có duyên nữa, ai chịu nổi trời. Cho con Phượng viên gạch của ai Phượng? Ai là người làm tiếng động cho phim? Wow. Trời cho tôi khả năng đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Tôi có thể nghe được những âm thanh dù nhỏ nhất kia. Mọi người có nghe thấy gì không? Tiếng thở của anh quay phim, tiếng nhịp tim của anh Đức đang đập dồn dập thổn thức khi ngồi cạnh người đẹp hiền hồ. Chỉ cần cho tôi một căn phòng nhỏ, tôi có thể tạo ra hơi thở của thế giới này. Tôi là người tạo tiếng động cho phim. Cảm ơn anh. Xin mời vị trí số 2. Tôi quán hủ tiếu gõ, nhưng thiên bẩm trời cho, tai tôi thính lắm đó, tiếng gì nghe cũng rõ. Tôi chính là người dựng tiếng động trong phim. Xin cảm ơn. Nếu các người thành tâm muốn biết, ta sẽ sẵn sàng trả lời. Ta đại diện cho những con người thầm lặng phía sau những bộ phim đình đám đầy khả ái và nghe ngất lòng người. Vì một bộ phim tràn đầy những âm thanh sống động, ta là người tạo tiếng động cho phim. Xin cảm ơn. Tôi người làm tiếng động cho phim, làm từ phim cổ tới phim kim. Phim có tiếng chi tôi mừng tuốt, phim có tiếng động mới là phim. Tôi người làm tiếng động cho phim. Xin cảm ơn. Mời vị trí số 5. Ngủ luôn. Hãy nhìn vào đôi mắt em đi, anh sẽ hiểu được trái tim em. Trời ơi trời. Từng đêm thức trắng mì mộng du, nhìn vào những thước phim đã khiến em thành ra như thế này. Đôi mắt có buồn thâm đầy chiều mến này, và mọi người cũng đặt tên cho em cũng rất là đặc biệt. Em là anh Thâm, vì em làm âm thanh. Và em chính là người mà mọi người đang tìm đây, người tạo tiếng động cho phim.
Mời hai đội chơi bắt đầu. Hỏi hỏi anh số 1, anh đang làm cho phim nào gần đây nhất không anh? Phim gần đây nhất em làm là phim Dòng tố cuộc đời. Thường bây giờ ngoài cái việc mình sẽ lấy những cái giống như là tiếng gõ cửa thì anh phải gõ cửa, hay là tiếng đi bộ anh phải đi trong cái phòng thu á, thì bây giờ ngoài cái việc đó thì anh có thể lấy những cái tiếng đó, dữ liệu đó ở đâu không? Có hai loại. Một á là những cái âm thanh ở ngoài hiện trường, thì còn một cái nữa là chẳng hạn như cái tiếng lá khô ở trong phim thì nó khá là đơn giản. Mình có thể đem lá khô vào trong phòng thu. Cái phòng tiếng động nó như một cái bãi rác nhỏ vậy á. Tại vì tất cả cuộc sống có bao nhiêu thứ mình đều đem vào trong phòng thu hết, để khi mà trong phim có bất cứ cái gì mình đều có thể lấy ra và tạo ra cái tiếng động đó ngay lúc đó, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Anh số 4, anh năm nay bao nhiêu tuổi? 51 tuổi. Chú hay làm phim điện ảnh hay là phim truyền hình nhiều? Tôi là người làm tiếng động, thành ra điện ảnh, truyền hình tôi làm hết. Thường thường chú làm trên project cái phần mềm nào? Phần mềm là của kỹ thuật âm thanh, tôi chỉ là người làm tiếng động. Nếu như tiếng động chẳng hạn như là những chiếc lá khô xào xạc thì anh sẽ làm như thế nào và sử dụng cái gì để làm? Khổ lá khô vô phòng thu làm. Mỗi phim mình mỗi làm mới ha anh, có xài lại âm thanh cũ được không? Đa số là làm mới, cũng có cái xài lại được. Chú số 2 ơi, tất cả các cái tiếng động của phim là mình lấy sẵn ở trên vi tính xuống hay là mình phải làm ở ngoài? Hồi trước thì mình thực tế hơn, còn bây giờ là mình có thể dùng kỹ xảo điện ảnh, kỹ xảo trên đúng luôn, trên máy xuống đúng luôn. Ngày xưa là mình thực tế ở ngoài đó luôn đúng luôn. Ví dụ tình huống là giờ con đang ngoại tình mà chồng con về cái nồi rớt xuống một cái sảng, mà giờ tiếng nồi đã chợt làm lại cái tiếng nồi khác, thì chú xử lý như thế nào cho con có nghe lại cảm giác là cái nồi rớt? Trôi trong cái mẫu phim, cái nồi đó là nồi số mấy, rồi mình cũng lựa cái nồi đó rồi đem về phòng, mình cũng tạo dựng như vậy để cho nó phù hợp với đúng tiếng luôn. Động đúng luôn. Mọi người đều biết hết, mọi người được biết hết rồi. Bạn số 3 ơi, em đẹp trai vậy sao em vô phòng em thu chi rồi không ai thấy em đẹp hết trơn vậy? Do là em có khả năng đó và em được học hỏi truyền dạy từ những người thầy của em. Làm tiếng động âm thanh là khả năng sao? Cái tiêu chuẩn để mà làm đó là gì? Dạ, thứ nhất đó là mình phải chịu khó, thứ hai đó là mình cái tai mình á, với cảm nhận âm thanh của mình phải có. Nam ơi, số Nam. Số Nam. Dạ. Sao còn trẻ mà đi làm âm thanh rồi không thấy ánh sáng mặt trời vậy cưng? Thời tiết đẩy đưa với anh. Thời tiết đẩy đưa hả? Ra ngoài sợ nắng, vô phòng mát lạnh gì, ngu gì không vô. Có duyên. Có duyên nè. Thời tiết giết thời trang nè, được. Em làm là tại do ba em truyền nghề lại rồi em thấy hay em học, hay là do em thích em vô em học? Đúng rồi. Dạ, bị dụ dỗ vô chị. Ai dụ em được? Dạ, con gái của ông già làm thành. À. Có duyên luôn. Mà hợp lý luôn. Khi chị quay một cảnh trời mưa mà tạo tiếng mưa thì làm cách nào? Thì em vô phòng của em á, là trong đó của em cũng sẽ có một mái tôn với lại một cái đống đậu á, thì mình rơi cái hạt đậu đó mình rải trên cái mái tôn á, nghe cái tiếng giả mưa. Ê, cái gì nè? Theo tôi dự đoán là trong đây sẽ có một vài người làm kỹ thuật về âm thanh, là người ngồi thu trực tiếp cho người làm tiếng động. Chắc chắn họ biết các bước phải làm gì. For sure. Yeah. Số 2 ơi, cho em hỏi là khi mình đói bụng thì mình sẽ tạo tiếng đó bằng cách nào ạ? Cái tiếng bụng sôi á. Mình tạo cái tiếng động đó là qua những cái đồ mà vật mà nấu sôi đó. Mình cũng tạo, mình lấy cái độ sôi của nó bốc lên, rồi coi cái tần số của cái nào phù hợp thì mình gắn vào. Cũng đúng. Không hỏi nữa, đã đến lúc phải lựa chọn, xin mời. Đội đều chọn là số 2. Vì thấy chú có kinh nghiệm. Nói thẳng ra bây giờ này nó dễ quá mà. Trong những cái chuyện này từ xưa tới giờ, nói thiệt, cái vụ âm thanh này nó cực kỳ khổ. Tại vì từ trước là từ cái thời làm phim mà chưa có công nghệ, là phải có kinh nghiệm từ cái thời đó tới cái thời này. Chứ làm gì mà cái ông số 5 mà ngủ rồi tràn vô làm được. Không. Con gái dụ dỗ vô ở đâu. Nhiều khi ổng là con rể của cái chú số 2. Hậu bối, hậu bối. Thì đó, ổng là cái người bấm âm thanh thôi. Rồi ổng ngủ gục, ổng soi đuổi mấy lần. Rồi bây giờ mò vô đây làm sinh lợi đó. Chú số 2, chú rất là thật thà.
và hỏi là chú suy nghĩ, chú trả lời, chứ không phải là trả lời đại. Cái môn này á, không có ai trẻ mà chịu làm. Làm được. Đúng rồi. Chỉ có những người kinh nghiệm và đi làm phim từ xưa tới giờ. Do bây giờ nó hạn chế rồi, vì sao? Bây giờ ta dùng công nghệ quá nhiều, cho nên ít người theo. Cái chú số 4 á, chú bịch lại, cho nên mình không biết. Ban tổ chức cố tình sợ là mình gặp người quen, cho nên họ bịch lại luôn. Hình không chừng chú sao, cũng là người có kinh nghiệm. Em chỉ nghi chú số 2, số 1 thôi. Thì tại vì bịt mặt nhiều khi người quen. Nhưng mà số 1 thì trẻ quá. Nhưng mà số 2 đội tóc giả là chắc là giấu mặt rồi. Cái thời mà lúc mà em còn mới đi học trường sân khấu điện ảnh á, em cái gì em cũng làm hết á. Đi xin làm nhạc cho người ta, rồi xin lồng tiếng nữa. Thì nếu em nhớ không lầm, em đã từng gặp chú ở bên phòng tiếng động. Chú số 2 hả? Chú số 2 á. Nói trời vậy tiền, thôi còn nói tiền gì lại về nữa rồi. Tiền về nữa. Ví dụ như hồi xưa nha, em nhớ lúc đó là đi lồng phim về những cái thời chiến tranh, phim về bộ đội rất là nhiều. Bộ đội hành quân ở dưới nước nè, những cái tiếng bì bõm dưới nước, chú lấy cái thao nước, chú ngồi chú hất là những cái tiếng bì bõm đó đó, rồi lủi vô lặn rặn dừa nước. Chú? Lấy cái lá dừa xào xạc xào xạc. Ừ, chú gật đầu. Trời ơi, chú gật đầu rồi. Tuy nhiên, đáp án vẫn có sau vài phút giải lao. Đúng rồi. Đúng rồi, có tôi nhớ chứ. Mà kết quả đã có người bí ẩn ở vị trí số 4. Biên tập bây giờ bịch hai quá. Người này, bịch hai người này lại. Xạo lát dở là người quen này nha. Mời số 1. Em là Ngọc Thiện, em không phải là người tạo tiếng động cho phim, em là một diễn viên lồng tiếng. Giọng hay quá trời. Mời chú. Tôi là Sơn Kim, là diễn viên tự do, tôi không phải là một diễn viên lồng tiếng. Chú ơi, về cái ngày mà ở vòng tiếng động á, là anh Đức gặp ai chú? Em nói là gặp một người quen quen, có rất là hao hao giống vậy chú. Mà hồi nãy chú gật đầu phái mê lắm. Tôi nói thiệt, bây giờ tôi chỉ muốn gặp sư phụ mượn cục. Trời ơi, mày cái gật đầu với ánh mắt của chú đúng thiệt lừa luôn. Hồi nãy mới nói chú chân thành, giờ đâu nói chú lừa rồi. Mình là Hoa Văn Thành, là diễn viên và là diễn viên lồng tiếng. Lồng tiếng cho nên cũng rành mấy cái này. Rồi, beatbox. Tôi tên là Neo, thường đi trên chiếc xe cổ. Mỗi tối từ hai xuống phố cùng bạn bè làm rài show. Trên tay xách cây guitar, hát kêu ngao về câu hát. Lắc lư theo nhịp điệu, viết lên vài bài sáng tác. Và tôi chỉ là nghệ sĩ đường phố thôi. Xin chào. Tôi là nghệ sĩ tiếng động. Tôi, Trần Anh Tuấn, học cùng thời với nghệ sĩ Việt Hương. Trời ơi! Tuấn à! Trời ơi! Chị Hương! Lớp thầy tên với thầy Ninh trên lầu. Trên lầu nên chị Hương không leo lên nổi. Ông có nhớ là trên lớp của ông rất là nhiều trai đẹp. Và ngày xưa tôi cũng lạng lạng lên. Thành ra là khi mà ông Tuấn nói là tôi nhớ liền luôn. Mời anh Tuấn ra đây anh Tuấn. Tạm biệt những người bí ẩn. Và các bạn thân mến, anh Tuấn sau những giờ miệt mài trên phim trường, ảnh lại vào phòng thu để làm tiếng động. Cuộc đời nghệ sĩ là vậy, lúc này lúc kia, làm môn này môn kia, miễn sao dính tới nghệ thuật, dù đắng cay ảnh vẫn làm, đúng không anh? Đắng cay không làm. Cực khổ vẫn làm, đắng cay quá làm chi. Hay quá. Bây giờ anh Tuấn sẽ thể hiện tài năng diễn xuất lồng tiếng thì mình biết. Nhưng ngày hôm nay mọi người sẽ thêm một tài năng nữa, đó là làm tiếng động cho phim. Mời quý vị cho một đàn vỗ tay nồng nhiệt. Thực tế chúng ta quay phim về, chúng ta không lấy được tiếng. Có thu trực tiếp đến nữa thì tiếng đó nó vẫn bị tạp âm. Thí dụ có tiếng máy nổ của đoàn quay phim, thí dụ có tiếng xe chạy qua, có tiếng chó sủa, nó có rất nhiều tiếng tạp âm trong lúc quay phim. Thì thế về chúng ta không làm phim được. Người khán giả lên xem phim cứ tưởng là cái tự nhiên nó xảy ra những cái tiếng nói, tiếng đi, tiếng đứng, tiếng đấm, tiếng đá, tiếng nói gì vậy. Nhưng thực tế không phải, tất cả toàn bộ tiếng động đều được làm trong phòng thu. Thí dụ như cái cảnh của phim Siêu Sao Chu Ngố, cái cảnh mà bạn vật lộn với diễn viên Thanh Thúy. Yeah. Anh
Tôi phải làm những cái tiếng quần áo đụng chạm, rồi những tiếng huỳnh huỳnh, tiếng té xuống rầm rầm trên sàn này. Mà muốn có cái sàn này tôi phải thiết kế cái sàn nó phải có cái độ rộng giống như của cái sàn gỗ trong phim. Áo của Thanh Thúy nó có những cái hột nó len keng, nó quăng qua quăng lại. Đây tôi làm bằng cái này đây. Chi tiết vậy luôn ha. Đấy, cái hột của áo Thanh Thúy nó khác, nhưng tôi làm tiếng này tôi không cần phải đẹp xấu gì cả, miễn sao nó ra tiếng để khán giả người ta chấp nhận. Anh cho em hỏi là cái phòng của anh Thu nó bự bao nhiêu, và những cái dụng cụ nào mà nó phát sinh tiền nó nhiều quá thì cái chi phí đó ở đâu mà có à? Của tôi hết. Hả? Tôi nhận show mà nếu mà phim khó là tôi giống như phim Trạng Quỳnh của bạn đóng đó. Là tôi muốn ôm show luôn, phim nặng quá, tiếng động kinh hồn quá. Lỗ thì nó không có lỗ, nhưng mà nói chung là làm nghèo hoài, làm được nhiêu sống độ nhiêu. Hay quá. Tôi đi cái đôi giày rẻ tiền thôi, nhưng tôi với cái đồ tiếng động của tôi phải cái đôi giày xịn, đôi giày cả triệu bạc. Còn tôi đi đôi giày này có 20 ngàn thôi. Thí dụ như cái phim của chị Cửa Trần Gian chẳng hạn, có cái cảnh mà cạo lông heo. Dạ. Tôi lấy cái bàn chải đánh răng, tôi lấy cái gì cũng được, miễn là nó có cái để cạ vô, để trước micro tôi cạ cái nghe lượt tiếng cạo heo của bạn đó. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, tìm thấy chưa? Một bộ phim chiếu rạp như vậy 90 phút, anh làm hoàn tất thì bao lâu? Gần nhất là Trạng Quỳnh nè, gần một tháng đó. Đợi em đến hay là chờ em đến ngày mai vậy đó? Chờ em đến ngày mai. Rồi trước đó nữa là bệnh viện ma, rồi nào là nắng gì đó. Trời, là anh làm hết luôn hả? Vỗ tay. Trời ơi, bây giờ mới biết. Em tưởng là tất cả những cái đó là tiếng động sẵn, nhưng mà bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại mình mới thấy rằng là tại vì hành động là khác hết mà. Nó đâu trùng khớp với hình ảnh. Đâu có khớp cái gì đâu. Bởi vì tôi là người bí ẩn mà sao đây là những cái chân chó đây. Cái này là cái bao tay của bà xã. Mà thôi cắt đi để làm chân chó kiếm tiền trước đã. Đã có đen kiếm tiền. Kiếm tiền xong rồi mua cái bao tay khác. Kiếm tiền xong mua bao tay khác đẹp hơn. Có móng vuốt luôn. Có cái tiếng móng đập xuống lạch cạch lạch cạch nha. Thì tôi phải làm sao cho nó ra một cái tiếng vừa có tiếng ịch 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 của cái... Vừa có thịt vừa có cái móng. Cái thịt vừa cái móng. Dạ. Thì đây, ngồi suy nghĩ hoài rồi. Thịt tôi làm những cái này tôi giải, tôi cắt, tôi khâu, tôi rỉ mỏ, tôi khâu để làm cái ịch 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 xuống nước. Ờ, còn cái đầu lẳng quẳng này ra là cái... Cái đầu này là làm cái móng. À, cái móng á là cái dây dày của các bạn nam á. Đúng. Trời hay quá vậy trời. Sao chi tiết quá à. Sao nó chi tiết mà nó phức tạp dữ đây vậy. Đây là cái phim anh cho nó đi đi. Anh cho nó đi đi. Nghe. Đi 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 rồi, để con nó chạy. Anh của máy kia là máy gì anh? Cái này chỉ là cái băng video thôi. Cái tiếng tạt nước quăng là tôi nghe cái xoà. Là cái tiếng tạt nước. Yeah. Nhưng trong đó cái xô sách nước, cái tiếng ốc nước tôi phải làm một đường khác nữa. À, lai riêng nữa. Tôi lại một đường ra lai khác nữa. Đó là tiếng ốc nước. Cái miếng nó làm được tiếng tạt nước đó anh. Cái tiếng xoà của nước. Hay quá vậy anh. Vỗ tay. Cái này tôi dày công lắm đấy. Đi nhậu là lo ngồi mà gỡ từng cái và ngồi rị mỏ thiết kế. À, cái miếng khui bia, bia đây. Thấy cái áo của diễn viên này không? Thấy rồi. À. Cái áo nó có cái lùng nhường nó đi trên đó. Là nghe xèn 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 như đó. Những gì đi qua tôi phải làm vậy. Tức là cái áo đi nhúc nhích cái... thì phải có cái tiếng này. Từng chi tiết một nha các bạn. Phim là phim chiếu rạp, âm thanh 5.1, 7.1, từng cái bông tai nó lắc một cái tôi cũng đều phải làm hết. Cái cảnh lửa cháy này là tôi bóp bóp cháy 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 cháy. Hay quá. Chỗ nào mà cháy lá làm cái này, à. Còn cháy dầu làm cái này, xèo xèo xèo. Cái lửa phun lên một phát thì tôi dùng cách thổi micro. Làm cái nghi tốt vậy các bạn. Bữa nay anh này mà không nói không nghĩ là còn phức tạp tới mức độ nó thiệt. Thưa quý vị khán giả, công việc nào cũng vậy. Chuyên sâu, tìm hiểu kỹ, bằng đam mê thì mới thành công được. Các bạn lại biết cái nghề này thực sự là rất ít người theo. Bởi vì nó khó mà nó thầm lặng, nó không có tiếng như Trấn Thành Trường Giang đâu. Lủi thủi trong phòng thu thôi. Tôi rất là kính nể những cái người này. Tại vì thật sự mà nói, mình ngồi mình coi 90 phút là mình hưởng thụ 90 phút đó. Trong khi người ta phải trải qua một tháng gọi là tra tấn cuộc đời người ta. Phải chà, phải lết, phải tìm đồ, phải tỉ mỉ thức đêm, thức hôm để làm cho mình thưởng thức. Và khi phim thành công, không ai biết tới họ hết. Chỉ chạy cái chữ qua chút xíu cái tên thôi. Em rất là kính nể những cái người làm những cái nghề thầm lặng nhanh. Và phải nói là không có những người nhanh sẽ không bao giờ có những cái tuyệt vời để cho điện ảnh, rồi là những người diễn viên, là những người làm bề nổi như tụi em được khán giả yêu mến nhiều. Thì xin được thay mặt cho những người làm nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh nói riêng,
cảm ơn anh vì cái sự cống hiến này cũng như là sự có mặt của anh đến với chương trình Người Bí Ẩn hôm nay. Em là thuộc một dạng là hay tìm hiểu lắm, em hay thấy cái gì em hay học lóm lắm. Từ ngày xưa em cũng đã hiểu những cái công việc này rồi. Thì muốn nói cho khán giả hiểu là để có được những sản phẩm hay cho quý vị xem, đó là công sức của rất là nhiều người, những bộ phận tập thể rất là lớn. Cho nên là quý vị nếu mà yêu mến chúng tôi và tất cả những con người đây, hãy luôn ủng hộ cho nền nghệ thuật nước nhà. Xin cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn anh Tuấn đã đến chia sẻ nghề nghiệp và mang lại cho tất cả mọi người cái cảm xúc về cái sự hy sinh thầm lặng sau ống kính. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Bây giờ là vòng cuối cùng. Ở vòng này, đội nào chiến thắng sẽ mang về 2 điểm thưởng. Hãy sử dụng tất cả khả năng mình đang có để tìm ra người bí ẩn. Vòng cuối cùng. Hãy đi tìm một người bí ẩn, chính là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Hò Bá Trạo là một tiết mục múa ở cái vùng làng chài đó, nó múa vậy gọi là Hò Bá Trạo chứ không phải là tiết mục hò. Cho khó à Giang ơi. Mời số 1 giới thiệu. Xin phép anh Giang. Rồi nữa. Quế nè đó, quế rồi đó. Mắt mớ nhìn Hiền Hồ hoài vậy. Trời không xanh, mây cũng không trắng. Đang ở trong nhà. Anh không say nắng. Ừ. Nhưng mà anh say em. Rồi. Hôm nay anh đến đây là vì em. Vì sao? Vì anh chỉ muốn múa cho riêng một mình em xem thôi. Bởi vì anh là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Mời vị trí số 2. Giang ca. Em không ngại ra miền Trung, em chỉ cần có lý do thôi. Rửa ý ánh răng. Em nói lại anh dễ vợ. Anh dễ vợ. Anh đừng có hiểu lầm. À, lý do của em là Hò Bá Trạo. Em chính là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. À, ra miền Trung múa đó. Ra miền Trung múa. Mời vị trí số 3. Vì tôi là sói ca, mua là mua hết gà. Mua không ngại mưa nắng, mưa không hề lo lắng. Sang nhưng không sến, tôi là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. À, tôi là sói ca, mua là mua hết gà là múa đó. Mà có lên chứ không được. Thì ra là vậy, nãy giờ tưởng mua cái gì. Cho dù có đi bao lâu, bao xa đi chăng nữa, thì em đây vẫn luôn nhớ về quê hương miền Trung của mình. Em sẽ lưu giữ những nét văn hóa của mình bằng cách sẽ trở thành diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Để thể hiện tiết mục Hò Bá Trạo, người diễn viên múa cần phải có 3 yếu tố. 1. Tài nghệ cao cường. 2. Kiến thức phải kiên cường. 3. Đẹp chuẩn vị hương. Và tôi chính là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Nếu là chúng mình hai đứa xa nhau, chắc bùng chắc bùng chắc bùng, làm sao tôi múa khi tiêu quên rồi. Ta nghe cây mặt trời mưa đổ thung đây rồi múa ra sao. Thiếu quân thống buồn làm sao. Chắc 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 bùm chắc bùm chắc bùm. Tôi chính là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Sao quân chỉ biết chắc bùm chắc bùm. Chính tôi mới là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Em là cô gái hay ho, thích múa, thích ca, thích Hò Bá Trạo. Anh Trấn Thành ơi, anh đừng có bán anh Đức ở khắp mọi nơi nữa nha. Mà anh hãy bán anh Đức cho em đi. Trời ơi, anh cuối Đức, buổi. Em chính là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Đức ơi, đừng hiểu lầm, đây là công việc nha. Đây là công việc. Đừng hiểu lầm. Mời hai đội bắt đầu hỏi. Số 8, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Ngãi. Quê em Quảng Ngãi hả? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 20 tuổi.
Gia đình em có mấy anh chị em? Dạ, gia đình em có 2 anh chị em. Lấy ta hả? Anh ơi, vô vấn đề chính. Đang hỏi gì vấn đề chính mà. Ok. Cái đó là em đang nghiên cứu. Em là con lớn hay là con út trong nhà? Dạ, em là con út. Vậy hả? Ba mẹ em có khó không? Ba mẹ em có khó không? Dạ, ba mẹ em rất là tâm lý à. Một bài thường là bao nhiêu lâu? Một bài múa của em là thường 15 đến 20 phút ạ. 15 20 phút mà có phải đổi bối cảnh hay là chỉ có ở giữa sân khấu rồi cứ? Dạ, có đổi bối cảnh và giữa sân khấu linh hoạt ạ. À. Em số 3 là Trạo này là tử của vùng miền phải không em? Trạo là cái chiều, nói về cái chiều. Và cái bài này em sử dụng một bài múa của dân gian truyền lại hay là nó có bài bản từ trong trường lớp ra và mình dựng thành một bài này? Nhân gian truyền lại câu chuyện ra khơi của những chàng ngư dân. Thường một tháng như vậy các bạn diễn khoảng bao nhiêu show? Dạ, tụi em tính theo tuần, một tuần là 3 show. Số 4 ơi, cái hò bá trạo này nó có liên quan gì tới bánh bá trạng không em? Dạ không à. Rồi thí dụ mình múa hò bá trạo là mình múa trên cái gì? Là mình múa trên sân khấu anh. Có vừa, có vừa lắm. Nhưng mà em múa bằng gì? À dạ em múa bằng chèo. Nam cầm chèo hay là nữ cầm chèo? Bạn số 1. Dạ thưa chị, đương nhiên là nam cầm chèo rồi. Số 2, còn nữ cầm gì? Các bạn nữ sẽ cầm những cái thuyền thúng, các bạn nam sẽ thể hiện những cái mái chèo mạnh mẽ. Và sau đó thì những bạn nữ sẽ ra với một cái tâm thế là như những người phụ nữ tiện chồng đi ra khơi. Số 6, này bán nhiều vé cưng? Chắc là từ 300 tới 700 ngàn vé anh ạ. Ngày khoảng nhiều khách? 200-300 khách ạ. Mà khách là khách nào em? Khách tham quan, khách du lịch hoặc là khách tỉnh cũng có. Số 7 ơi. Dạ. Cái môn múa này là ngoài cái chèo với cái thúng ra rồi còn có múa chung với hải sản, tôm mực gì không em? Dạ không anh ạ. À. Là chỉ có chèo với lại thúng thôi phải không? Dạ vâng. Rồi có lưới được không? Dạ có anh ạ. À. Không có nước luôn? Dạ có nước, bên phía diễn viên nữ sẽ minh họa cho cái làn nước đó. À là bản thân nữ là nước dòng luôn. Nước luôn, ok. Dạ. Bạn số 5 ơi, dạ. Buổi diễn vậy là sẽ kéo dài trong vòng khoảng bao lâu? Dạ kéo dài 60 phút anh. Mấy tiết mục? Dạ, thường thường là 7 tiết mục anh. Bây giờ gợi ý đi MC. Bây giờ ơi. Gợi ý đi. Là gợi ý của chương trình, xin mời. Múa đi nào. Mời hai đội hãy chọn con số của mình, xin mời. Ờ đó đúng rồi đó, không biết ai thôi, thôi cho em chọn á. Anh nghĩ là hết, em bấm. Đội chủ nhà chọn số 6 và đội khách chọn số 5. Rồi coi như định mệnh đi, coi như định mệnh đi, coi như định mệnh đi. Tôi với chị Việt Hương đang phân vân giữa số 3 và số 6. Với lại bạn số 3 đó, nếu mà bạn không phải là diễn viên của cái đoàn này thì chắc bạn cũng là diễn viên múa. Bạn nói chắc nụi à, bạn gạt được tôi đó. Bạn nói chắc lắm. Số 3 cũng nghi lắm, tôi nói tại thiệt. Tại vì bạn đó nói chắc lắm, mình ra mình mà sai là chị tôi, không, tại vì tôi chơi cũng là tiếp tục phương pháp bốc thăm từ đầu chương trình đến giờ. Hai chị em tôi mà có gì mà lăng tăng là bốc thăm. Rồi. Thì tôi là số 3 với số 6, hai người này đều có nguy cơ. Bà số 5 là múa bá cháy với múa bá trạo nha. Em chọn số 3 và số 5 nhưng mà lỡ bấm số 5 rồi, lấy số 5 luôn. Đừng nói lỡ đây, bấm 3 lần lận. Xong luôn, chương trình mời em tới đây, em coi cái chương trình này là cái gì? Hả? Hỗ trợ lô tô cho em chọn số mấy ô số mấy. Ủa? Em định kinh hả? Em ăn 5-60 triệu của người ta, cày sâu cuốc bạch. Người ta cào bao nhiêu mới được thì cỡ tiền đó. Ủa sao bắt chưa anh cào đẹp quá, em cào kỳ vậy thằng? Mà em nói vậy, em bức xúc nó quá mà. Đừng cãi nhau nữa quý vị ơi. Nó đàn cũng hay, nó ca cũng giỏi, mình phải dập nó chứ để nó làm bạn em buồn. Được, nói gì đi. Nãy giờ không có ai nói gì thì okay. Yên. Yeah. Tự nhiên khơi lại chi vậy? Không ai nói gì tới làm như hết rồi. Lắm vậy. Ta sẽ có vài phút giải lao. Giờ giải lao đã kết thúc rồi, chúng ta phải đi tìm ai là người bí ẩn thôi. Vậy ai là người bí ẩn? Giống chương trình trẻ em quá. Và chúng ta đi tìm người bí ẩn. Trời ơi.
Số 5 hồi nãy thấy chèo. Số 3 gì đi? Số 4. Số 4 xỉu à? Số 1 mới xỉu. Xỉu á, số 4 xỉu á. Chi tiết nữa chị rất là thích em là tại vì á chị hỏi là cái chèo á là ai chống thì em là chống cái chèo xuống sàn và cái vai em đi đúng rồi. Rất là đúng. Riêng cái bạn số 6 là cái chèo hỏng đất mà hỏng bơi vậy làm nè. Cho Thành bị nói sao phải không, chắc ổng không muốn làm đúng hiểu không, còn em lại làm quá chính xác. Chị nói là người này làm trúng mà người kia làm chật thì Thành lại nói cái người làm chật mới là làm trúng. Đa nghi quá. Sai rồi xin ơi. Mời số 1 giới thiệu. Em tên là Trần Quốc Ấn, hiện tại em là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh à. Em không phải là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Huệ mồng Huệ mơ, Huệ bơ vơ chưa có chồng. Em tên là Nguyễn Thị Danh Huệ và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em không phải là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Ồ, giọng hay quá. Cảm ơn em. Đây nè. Anh chị Huệ nữa. Em tên là Lê Quốc Hoàng, em đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Em không phải là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Đây, người tình trong mộng của anh Đức. Đó. Anh cứ tối ngày anh nói em như thế này với đứa kia hoài, rồi làm sao những người khác có lòng tin nữa em? Người khác là người nào? Bên phải hay bên trái? Tại người tại anh nói vậy thì người khác sẽ không có lòng tin nữa em. Người khác. Anh đang diễn tả. Thấy ghê quá Đức. Lẹ về em ơi. Bớt nhõng nhẽo lại Đức ơi, thấy ghê quá Đức. Ai làm gì đâu. Nó nổi da gà đây nè. Em là Bùi Thị Thanh Huyền, em đến từ Bình Định và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là dancer, em không phải là diễn viên múa trong Hồ Bá Trạo. Cảm ơn em. Đây, dancer. Đây là ai? Em tên là Lê Thanh Trung, hiện tại em đang là vận động viên của đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Em không phải là diễn viên múa trong tiết mục Hồ Bá Trạo. Rồi, cảm ơn em. Em tên là Nguyễn Thiên Phụng, năm nay 26 tuổi và em đang là sinh viên trường Tôn Đức Thắng và cũng là vận động viên Taekwondo quốc gia Việt Nam. Rồi. Nó nghe nè. Cái đầu đó đó là đi đánh taekwondo là biểu diễn là để đầu đó luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Máy ngố vậy luôn hả? Dạ. Cưng dễ sợ không? Giờ hai bạn là có phải là chung đội không? Dạ đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Trời ơi, ra múa cái được không? Dạ được ạ. À. Dạ, rồi ra luôn. Dạ, rồi. Dạ, dạ, dạ. Hay quá. Chắc. Sư phụ cho mượn cục gạch. Thử sức tụi nó coi làm sao. Em là Mai Thảo, đến từ Quảng Ngãi, hiện tại đang học trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Em không phải là diễn viên múa trong tiết mục Hò Bá Trạo. Anh Trấn Thành ơi, anh đừng làm Mai anh Đức cho em nữa nha. Anh cứ để anh Đức ế luôn đi. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với nhân vật bí ẩn của vòng thứ tư này. Em tên là Tăng Hồng Vũ. Em là diễn viên múa tại nhà hát Festival Show Làng Chài. Xin mời đặc biệt những người bí ẩn. Các chị thân mến, người bí ẩn Tăng Hoàng Vũ cùng các bạn diễn của mình sẽ trình diễn một tiết mục mang tên Vũ Điệu Làng Chài. Dạng đây nhất nhân nhất trảo, nổi đăng chúc quy hoàng, tuyền thủy thủ lưỡng bang, trước mạng thuyền ta đẩy. Nước non nay đã thanh bình, là hù là phan, chúng tay ta đoàn kết, là hù là phan, lư mạnh ta bổ dân, là hù là phan,
La Phán. Nắng mưa không quản, La Hù La Phán. Gió giông không sờn, Phan Hô Phan Phan ơi họ Phan. Phan Hô Phan Phan ơi cái họ Phan. Chẳng thờ biết mấy tầng cao, La Hù La Phán. Sao mai mà lo chẳng, La Hù La Phán. Rạng đông rõ ràng, Phan Hô Phan Phan ơi họ Phan. Phan Hô Phan Phan ơi họ Phan. Phan Hô Phan Phan ơi họ Phan. Giống như là người phụ nữ ra động viên tinh thần để cho những cái chàng trai là chuẩn bị đi ra khơi. Ra khơi. Thế thì mình tập một tiết mục vậy có lâu không? Cái show đó diễn ra trong vòng một tiếng. Là tụi em là tập trong vòng một tháng. Diễn một tiếng mà tập một tháng. Ghê không? Sắp tới anh Đức sẽ ra phần thiết thì mình có xin được một cái chân vào tham gia biểu diễn cho biết được không? Dạ được. Đi không? Em đi không? Em đi làm gì anh lên đi cầm... đi ra Phan Thiết Mũi Né chơi coi show thôi. Gì vậy, gì vậy? Có anh diễn à. Em không coi đâu do vừa trời ơi rủ ghê. Một lần nữa xin giới thiệu người bí ẩn Tăng Hoàng Vũ và các anh em trong nhà hát The Fishman Show. Như vậy là ngày hôm nay quá vui, đội mình thắng 2-1. 2 + 1 = 3, nhân với 5 là 15 triệu mang về, mỗi người 5 triệu. Xin chúc mừng, chia đều luôn. Bây giờ sẽ có một phần thưởng nữa là 5 triệu đồng. Nhờ các anh chị hội ý với nhau để tặng cho một người bí ẩn mà các anh chị thấy là ấn tượng. Cùng gặp gỡ lại tất cả người bí ẩn ngày hôm nay. Nói chung là chúng tôi thì cũng không biết tặng cho ai. Bởi vì đầu tiên là phải nói rằng là người bí ẩn số nào cũng hay hết, người nào cũng có tài lẻ riêng hết, ai cũng có những sự đặc biệt. Thì thôi, bây giờ thì mới thấu hiểu rằng đằng sau ánh hào quang còn có rất nhiều sự đóng góp, mà không phải là sự đóng góp đơn thuần, đơn giản nữa, mà là một sự kỳ công. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng đều là những người làm trong nghệ thuật, cũng đều từng có cơ hội đi đóng phim. Xin được gửi tặng cho cái người mà đứng sau lưng để làm những cái âm thanh để giúp chúng tôi tỏa sáng. Dạ xin mời anh Tuấn. Triệu đồng
là số tiền không lớn nhưng mà cũng là cái tấm lòng của anh chị em nghệ sĩ. Cảm ơn cái sự hy sinh thầm lặng của anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Cũng xin cảm ơn tất cả những người bí ẩn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn đội chủ nhà và cảm ơn đội khách quá dễ thương, xinh xắn và hồn nhiên. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia một chương trình vui vẻ buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.